Chào mừng các bác em quay trở lại với kênh YouTube của Zika Audio. Và cũng nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về kênh Zika cũng như là từng tư vấn hướng dẫn cách chỉnh loa trầm này, cách cắt súp này, cắt cốt này. Đó, và lựa chọn trầm bát 30 hay bát 40 và trầm mặt hay trầm bát đối đất để nó phù hợp nhất và khai thác hiệu quả tốt nhất. Thì ở trong video này thì tần tật mọi chia sẻ em sẽ để trong video này, các em có thể vào xem trực tiếp tại video này những cái chia sẻ như vậy. Ở đây thì em đang có 3 mẫu trầm đều đến từ thương hiệu WeWood, một hãng âm thanh lớn của Mỹ, gồm có những cái mã lần lượt như là W2020 đó, và W2021, và chính giữa là con S1500. Ở đây thì hai con W2020 và 2021 đều là bát 30, và có con duy nhất con chính giữa là bát 40, đó là con S1500. Với những dòng này cũng đang là những cái mẫu trầm tiêu biểu bán chạy nhất vào cái dịp cuối năm 2020 hiện nay. Nó đều là hàng hãng, hàng thương hiệu cũng như là từng phiên bản một. Em cũng đã có từng video giới thiệu riêng rồi. Ở đây thì em sẽ vào chia sẻ và tư vấn các anh em thêm cái cách cắt cốt để chỉnh ở cái khoảng tần số bao nhiêu. Và nói về trầm điện và trầm hơi thì trên thị trường hiện nay nó sẽ có hai dòng trầm, đó là điện và hơi. Hơi là gì ạ và điện là gì? Thì đầu tiên chúng ta phải hiểu ngay rằng hơi là dòng trầm, nó chỉ được tích hợp nguyên một con bát ở bên trong một cái thùng hoặc là hai bát thì gọi là trầm kép đấy. Nó sẽ dành cho những cái dòng trầm hơi thì thường sẽ từ bát 40, 50 đấy đổ lên. Thì nó cần có công suất và cần có thiết bị cắt cốt rời, cái công suất rời và thiết bị cắt cốt rời. Còn trầm điện thì sẽ dành cho những cái dòng bát bé hơn. Cũng có thể bát lớn nhưng mà thường sẽ phổ thông nhất là dòng bát 30, 40 đấy. Nó trầm điện và nó đi liền luôn công suất và mạch cắt cốt, cắt phân tần, cắt cốt ở đằng sau con trầm đấy luôn. Thì nó gọi là trầm điện đấy. Và chúng ta kết nối điện vào để khởi động, để chạy cái nguồn với cái mạch bên trong của con trầm. Thì thường sẽ có hai cái đấy, hai dòng điện và hơi. Và còn về trầm thì nó sẽ có nhiều cái thiết kế. Vâng, nó sẽ có nhiều, rất nhiều những thiết kế để định hướng cái bát của loa trầm. Thì thường phổ thông chúng ta thường gặp như là bát mặt và bát đối đất và bát hầm. Thì là phổ thông nhất ba cái dòng đấy. Hiện đây em đang có hai dòng như là bát mặt và bát đối đất đây. Thì sẽ tư vấn luôn và chia sẻ luôn các anh em. Bát đối đất là gì ạ? Bát đối đất là con bát nó sẽ úp trực tiếp đấy, nó sẽ nằm ở bên dưới gầm cái con súp. Em ơi lại hộ anh một tay. Em lật nó lên. Đó. Anh lật nghiêng thôi được rồi. Nghiêng nó lên. Đấy. Trầm bát đối đất là nó sẽ như thế này. Bát đối đất thì nó sẽ là cấu tạo bát của nó sẽ úp trực diện xuống nền nhà và nó ở bên dưới gầm của con của cái cấu tạo thùng con trầm này. Rồi, ok. Còn bát mặt là gì? Bát mặt là đây, bát mặt là nó phổ thông như thế này hoặc là nó như thế này. Đó. Bát mặt là bát hướng ra mặt trước thì thường nó sẽ có cái dòng như là thiết kế cấu tạo của từng hãng một thì nó sẽ từng mã một thì nó đưa lỗ thông hơi trước hoặc là đưa lỗ hơi ra sau hoặc đưa lỗ thông hơi xuống đất thì sẽ tiêu biểu là như vậy. Như cái phiên bản này đều được đưa tích hợp lỗ thông hơi đằng trước này, lỗ con này là lỗ thông hơi đằng sau và cái bản này là lỗ thông hơi đằng trước đấy. Em quay tạm cho anh một con, em quay tạm cho anh một cái mạch của cái con trầm đây, con trầm 2020. Đúng rồi, quay mặt sau ra. Đây là em đang tiêu biểu, em hướng dẫn cũng như chia sẻ các anh em vừa rồi đấy, bát mặt và bát điều hướng nó sẽ khác nhau như nào. Bát hầm thì thường nó sẽ có cái cấu tạo ma trận của cái thùng thì nó sẽ chia khoảng 2/3 của con bát nằm ở sâu bên trong gọi là bát hầm. Thì ở đây em đang hết mã bát hầm. Đây là lỗ thông hơi, có những cái mẫu lỗ thông hơi trước, lỗ thông hơi sau, lỗ thông hơi gần, thì như cái phiên bản này là lỗ hơi sau này. Cấu tạo mạch của con trầm điện thì nó sẽ có những cái phổ thông cơ bản. Về cấu tạo mạch của con trầm điện sẽ có những phổ thông cơ bản như là rắc để đưa nguồn điện vào này. Tùy có dòng thì nó sẽ là nguồn liền và nguồn rời. Con này là nguồn rời, dây nguồn rời và dây nguồn liền. Đấy. Công tắc khởi động, bật tắt nguồn. Và nằm bên trong là sẽ có cấu tạo như là vỉ mạch này, tụ này và sò, cũng là nguồn công suất để nó tiếp nhận tín hiệu nhạc và bắt đầu nó xử lý cắt cốt. Cắt ở đây là cắt tần số, cái dải tần số nó sẽ cắt bỏ hết những cái dải trung, dải cao đi, giữ lại nguyên dải bát và dải bát thấp để nó làm, để nó đưa đánh ra thì nó sẽ chỉ đảm nhận gánh nguyên tiếng trống, tiếng trầm ra thôi cho cái cục này, cục sắp này, cục súp này.
Còn hơi thì nó sẽ chỉ có riêng duy nhất một con bát nằm bên trong một cái thùng thôi, và nó sẽ có đường đưa tín hiệu kiểu dạng như loa gì đây. Trên phiên bản này thì em nói luôn, cái phiên bản này là nó được tích hợp 2 trong 1. Với những cái dòng trầm hiện nay thì nhiều hãng đã tích hợp 2 trong 1 để lựa chọn sử dụng rồi. Như phiên bản này được tích hợp 2 trong 1, như là đường đánh súp hơi này đấy, thế được dùng đường này. Khi chúng ta sử dụng húp hơi thì chúng ta sẽ không sử dụng một tí nào đến điện nữa. Đó, rồi trực tiếp chúng ta sẽ đánh trực tiếp từ công suất từ đầy và sử dụng thiết bị cắt cốt rời, công suất rời đưa vào đây. Còn điện thì chúng ta sẽ phải đưa nguồn điện vào và lấy tín hiệu trực tiếp từ trên vang số hay là vang cơ hay là nâng tiếng hay là âm đi đưa vào đường này. Thì bắt đầu cắt. Cắt ở đây cái tần số, rất nhiều các anh em cũng hỏi là cắt tần số là khoảng nào là nó đẹp. Thì thường thì cái volume đầu tiên, điện thì chúng ta quan tâm là 3 cái này, 1, 2, 3. Chắc chắn nó phải quan tâm 3 cái này rồi. Đầu tiên là pha là cái thời gian. Thời gian ở đây là như nào ạ? Thì cái trường hợp mà chúng ta đánh của con súp này, bát của con súp này nó đánh ra nó nhanh hơn tiếng bát của đôi loa chúng ta đang nghe, hoặc là chậm hơn đôi bát chúng ta đang nghe, thì chúng ta thì đã khởi động đến cái đây này. Một là gạt lên. Nếu mà gạt lên nó chưa đồng pha, nó chưa cùng nhịp, cùng hơi thở đấy, cùng nhịp đập đấy, thì ta sẽ ấn gạt nó xuống. Nó không căn cứ đấy nhá, vì mỗi một dòng loa nó có một cái thiết kế phân tần khác nhau. Cho nên là ta gạt lên mà nó không đồng pha đồng tâm nhau thì ta lại gạt xuống. Lắng nghe là sẽ được tiếng bát nó đánh đồng nhau, nó sẽ có tiếng bát lực, nó không bị triệt tiêu nhau. Nó cái này nó lệch pha, nó bị chậm, cái khoảng trễ nó đánh ra cũng như gần như là bị các em đấu ngược dây loa đấy. Đấu ngược dây loa nó mất tiếng bát, thì con này cũng vậy, lệch pha là sẽ mất tiếng bát, hoặc đánh ra nó lủng cục, nó phô, nó chênh phô, nó không khớp nhau. Thì con này đấy. Tiếp đến nữa thì làm sao ạ? Tiếp đến nữa thì các em quan tâm nhầm cái cắt LVS này, cắt tần số này. Thường thì 50Hz đến 150Hz thì thường các anh em mà nghe phòng nhỏ mà cắt xuống khoảng 50 là sẽ cắt hết giải trầm, cắt sâu lắm, nó đánh nó ùm, làm gì nó đánh nó không còn độ ấy. Thường thì các anh để cho em khoảng độ 60, 70, 80 đi, để em khoảng 80 là đẹp. Thì em thường căn, nhiều bác em thì hướng dẫn các anh em để khoảng hướng 8 giờ hoặc 9 giờ đấy. Đấy thì nó sẽ em có được cái lực đánh cũng như vừa mềm vừa lực, vừa gọn vừa dứt khoát. Không nên tăng quá nhé, tăng quá sẽ lẫn cả giải trung, tăng quá nó sẽ lẫn cái giải trung, thêm giải trung và nó rất khó nghe, nó khô tiếng, nó không còn mềm tiếng bát nữa. Volume thì cân đối nhé, các em lưu ý cho em volume, các em cân đối cho em cái khoảng volume làm sao tùy các anh em thích nghe to các em bạn to, nhưng mà không nên to quá đâu, sao nó chỉnh nhỉnh hơn cái đôi loa chúng ta một chút thôi, nghe em sao nó dễ chịu là được. Đó là cái chỉnh cơ bản của dòng súp điện. Còn đưa tín hiệu, nhiều bác hỏi đưa hai level input hoặc là hai line hoa sen thì cái nào tốt hơn. Thì cái này thì nó chỉ dùng cho khi chúng ta để quá xa thôi, quá xa mà cái dây 3.5 nó không đủ thì chúng ta sẽ chuyển đây, hoặc là nhà các em sử dụng những con âm ly nó không có đường xuất linh ra hoa sen hay ao hoa sen thì các em sử dụng đường này đầu chung bên loa. Với cái đường này nó cũng vẫn ăn công suất nhé. Đường này nó ăn mất công suất, một ít công suất của đẩy đấy. Lưu ý đấu đường này cho em nhé. Đấu đường này là khi chúng ta nghe nhạc là nó bị dội tiếng mic đấy, dội một ít tiếng mic ra. Thường thì để khoảng 5-10 mét thì đấu đường này, không thì đấu đường này. Có một thời gian em sẽ hướng dẫn các anh em đấu đường này, nhưng có thời gian thì bảo đấu đường này, bởi vì đấu đường này nó sẽ cắt hoàn toàn đi tiếng mic, hoặc là nó không ảnh hưởng gì đến cái công suất của đẩy của âm ly các anh em. Còn đấu qua đường này thì kiểu gì nó vẫn mất một chút ít công suất. Tùy, hai đường này nó không hề ảnh hưởng nhiều, không ảnh hưởng nhiều đến bộ dàn các anh em đâu nhé. Nhưng mà lưu ý cho em đấu đường này thì không nên lạm dụng đấu đường này nhiều quá làm gì. Nhiều bác cứ bảo đánh đường hơi đường này, không phải đâu. Nếu riêng trên con này đường hơi là đường này. Và lưu ý cho em nhé, riêng con này đánh hơi các em không được cắm điện nhé. Để con này, con VKF2020 hoặc là VKF2021 hoặc là S1500, nó đều có, vì nó cùng một thương hiệu WeWood mà, nên nó có thiết kế mạch như nhau. Chẳng qua là ở bên trong nó cái nâng cái công suất lên thôi. Đấy. Thì lưu ý cho em nếu đánh hơi thì không dùng điện, và đánh điện thì không động vào đường này. Đó. Hai đường nó sẽ tách biệt nhau, đối lập nhau. Sử dụng đường này thì ngắt đường này, và sử dụng đường này thì ngắt đường này. Nhôm tản nhiệt thì tản nhiệt rất tốt. Con này mạch AB, nguồn xuyến 4 xo, 2 tụ lớn. Phiên bản này là phiên bản bát đối đất. Đấy, vừa rồi em có nói đấy, bát đối đất là gì? Bát đối đất là bát nó ở dưới gầm. Đấy, nó ở dưới gầm. Nó ở dưới gầm thì gọi là bát đối đất. Nó sẽ đánh trực diện xuống. Và cái không gian bao nhiêu, như thế nào để lựa chọn được cái bát đối đất hoặc là bát mặt thì thường thì nếu mà cái dòng, những cái dòng như bát đối đất này,
những cái dòng bass đối đất này thì chúng ta nên sử dụng trầm vào cái không gian như là nhà rộng ngang, bề rộng ngang như những nhà những nhà như là nhà vườn này, hay nhà cấp 4 hiện đại, hay nhà cấp 4 mái ngói ngày xưa đấy, có không gian rộng ấy, thì chúng ta sử dụng bát đối đất đó. Còn đối với những cái dòng bát mặt, em đang nói ở phân khúc bát 30 nhé, đối với dòng bát mặt thì nó sẽ phù hợp hơn. Đây, bát mặt là cái bát thẳng trực diện hướng ra đấy, bát mặt thì nó sẽ phù hợp hơn cho với cái không gian nhà ống, nhà rửa mặt đường ở các khu đô thị hay là ở khu vực đông đúc dân cư đấy, có cái nhà mặt tiền khoảng 5m, 5m rưỡi hoặc 4m mấy đấy, thì đánh bát mặt là phù hợp nhất. Đó, lựa chọn như vậy thôi. Cái cơ bản để lựa chọn thì đưa ra là như vậy, nhưng còn ép nó vào thì không gian nào nó cũng phù hợp hết, bởi vì âm thanh nó không như một cái thứ gì đó, nó đánh ra ngoài chúng ta cảm nhận cảm thụ nghe. Thì ép bát mặt vào không gian rộng cũng được, mà ép bát đối đất vào không gian hẹp sâu cũng được. Nói chung là, nhưng mà cái lựa chọn thì đa phần lựa chọn làm sao nó phù hợp nhất để chúng ta về chúng ta không lăn tăn băn khoăn. Thực ra thì xúc đánh hướng không gian nào cũng được. Còn rộng bao nhiêu để lựa chọn được những cái xúc nó phù hợp. Nếu nói để mà hiện tại ra những cái dòng công suất từ 350W đến 500W thì các em đang đánh một đôi loa 30 rồi thì sử dụng bát 30 là vừa tầm. Không cần thiết đánh bát 40, hoặc là thêm nếu có điều kiện thì đánh bát 40 cũng được. Không gian đủ bày biện trang trí đủ hợp lý thì đánh bát 40. Còn những cái con như là F1500 thì nó sẽ phù hợp không gian khoảng 6-70m2. Nhưng mà nó cũng có thể đánh thấp xuống khoảng độ 30m2, thậm chí 25m2 cũng được. Nhưng mà căn bản là cái không gian này các anh em nó phải có chỗ để trưng bày, để nó hợp lý đó. Nhiều bác rất thích cái mẫu này nhưng mà lại không có cái diện tích kê, không có chỗ nào để nó hợp lý hơn, thì bắt buộc phải mua những cái dòng xúc nhỏ, kích thước nó nhỏ hơn. Còn hai con này nó sẽ chênh nhau về giá tiền, như là một con 4,5 triệu, một con 5,5 triệu, và chênh nhau về cái kích thước cũng đáng kể đấy. Công suất thì cũng chênh nhau, con này là nhân đôi lên 500W nhân 2 đây. Đấy, như con này 500, con này 1000. 1000W thì nhiều các anh em bảo 1000W thì đánh nó khủng khiếp quá, đánh nó cũng rung nhà rung cửa, nhưng mà không phải đâu ạ. Xúc thì chúng ta cái công suất định danh, công suất mắc đấy. Như mấy khi chúng ta mở lên cái mức độ đấy đâu. Chúng ta liên tưởng ngay đến sức khỏe chúng ta có thể gánh được một tạ, chỉ gánh 50 cân thôi. Thì chúng ta bền sức, chúng ta làm triền miên được. Nhưng mà chúng ta gánh được 50 cân mà chúng ta cố gánh khoảng độ 70 cân thôi. Chỉ nói đơn giản gánh 60 cân thôi. Cũng chỉ một thời gian chúng ta lao lực mất sức thì cũng vậy. Nếu mà nhiều bác cứ bảo là ui 1000W, như con F1000 khỏe quá, anh không dùng đến nó, nhưng mà thực ra không dùng đến mức độ đấy. Nhưng mà anh mua về đánh phòng khoảng độ 25-30m2 cũng rất là hay. Kể như con súp bát 30 500W này cũng vậy. Nhiều bác của anh nghỉ không gian khoảng 25m2 thôi, 20-25m2 thôi, có lãng phí quá không? Hề lãng phí đâu ạ. Nó công suất súp càng khỏe chúng ta khai thác càng bền, chúng ta dùng thì nó ở cái ngưỡng vừa đủ, rất là bền. Mà tiếng nó hay, nó không bị đuổi loa, không bị đuổi loa chính, và nó cũng không bị cộc tiếng bát khi chúng ta mở tăng to lên. Đó là những cái chữ đơn giản để nhận biết làm sao chúng ta nên lựa chọn những cái súp như bát mặt. Bát mặt là như thế nào, bát đối đất như thế nào, bát hầm như thế nào, và súp điện như thế nào và súp hơi như thế nào thì đều có trong cái video này. Và để biết thêm thông tin chi tiết sâu hơn, cụ thể hơn đấy, giá thì em cũng báo giá rồi. Và trong video này thì là video chia sẻ chứ không phải video bán hàng, nên các em có thể liên hệ trực tiếp với em nếu có nhu cầu cần tư vấn để lấy đơn cho mình những con súp. Thì liên hệ cho em theo số hotline 0963889192 và 0965503357. Một video ngắn chia sẻ khoảng 14-15 phút về những cái mẫu loa trầm, thế nào là bát đối đất và thế nào là bát mặt, và thế nào là súp hơi, thế nào là súp điện. Rất nhiều anh em gọi súp này, trầm này, loa trầm, loa súp này, loa sắp này, thì đều nó là một thôi ạ. Và em cũng xin khép lại video ở đây. Rất là cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian đã đồng hành chúng em với những cái mẫu loa siêu trầm này. Hiện tại đang có mặt tại showroom của chúng em này. Tất cả mọi thông tin chi tiết hơn có thể liên hệ trực tiếp cho anh em qua số hotline thì em tư vấn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em vào những video clip tiếp theo ạ. Cảm ơn các anh em rất là nhiều. Thấy video này hữu ích hãy tặng em một like và chia sẻ cho anh em, cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho anh em nhé. Cảm ơn các anh em rất là nhiều ạ.